Thưa quý vị, năm 2024 là năm thứ 12 triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần thiết thực vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh Tây Ninh, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11 đã và đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống thượng tôn hiến pháp, pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội, văn hóa pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng. Vừa qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật lao động trong khu vực kinh tế tập thể năm 2024. Trọng tâm của hội thi là tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019, đặc biệt là Luật Hợp tác xã năm 2023 vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động. Trọng tâm là các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên tham gia, đồng thời hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Qua hội thi tìm hiểu pháp luật này, các thành viên người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Sao cho mỗi thí sinh sẽ là một tuyên truyền viên đắc lực để phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong khu vực kinh tế tập thể. Trong cái công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cái thời gian qua, phải nói là Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh luôn khẳng định đây là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng nhằm để giúp cho các cái thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, quỹ tín dụng dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tôn trọng và hiểu được các cái luật để chúng ta áp dụng trong thực tiễn. Trên cái cơ sở đó thì nhằm để chuyển biến mạnh mẽ về cái tôn trọng pháp luật và cái người lao động và người sử dụng lao động, trọng tâm là cái sự cam kết của Hiệp định Thương mại Tự do của thế hệ mới và Việt Nam là thành viên để tham gia, đồng thời hạn chế các cái hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, góp phần tạo cái mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong cái thời gian qua. Các hội thi tìm hiểu pháp luật hay các hội nghị tuyên truyền pháp luật cần đáp ứng một yêu cầu chung, đó là cần phải có trọng điểm, thực chất, khả thi, từng bước chuyên nghiệp và mang tính bền vững, đáp ứng nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Các phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới đa dạng theo phương châm linh hoạt, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội, đảm bảo phù hợp với nhu cầu từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xã hội. Năm nay là năm đầu tiên để thực hiện theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về cái đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và thực hiện các cái cam kết quốc tế giai đoạn 23 năm 2030. Đối với lại kế hoạch nhiều nội dung, nhưng mà trong đây thì có một cái nội dung khá quan trọng là phối hợp với lại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh để tổ chức và thực hiện cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động. Thì hôm nay là ngày Liên minh Hợp tác xã tổ chức cái nội dung thứ hai, tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật lao động, rồi pháp luật về cái hợp tác xã. Qua cái hội thi này thì tôi nghĩ rằng là nó rất là bổ ích và đồng thời là một cái nội dung rất là quan trọng trong cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chúng ta. Kết quả đã đạt được rồi, rất là mỹ mãn, đã có những cái cá nhân đạt được những cái thành tích, cũng là thể hiện được qua cái quá trình mà họ nỗ lực nghiên cứu về một là Bộ luật Lao động năm 2019, hai nữa là Luật Hợp tác xã năm 2023, đạt được cái kết quả thành công như hôm nay.
Qua cuộc thi, các thí sinh cũng như người tham dự đã được trang bị đầy đủ các kiến thức pháp luật cơ bản của Bộ Luật Lao động cũng như Luật Hợp tác xã, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thói quen tìm hiểu và thực hiện pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hiện tại là tập thể Quyến Dụng là cũng đã nắm bắt được những cái luật mới của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Luật Lao động. Tuy nhiên qua cái buổi tuyên truyền hôm nay là cũng nhằm là ôn lại những cái kiến thức đã học tại đơn vị. Thì hôm nay cũng rất cảm ơn Liên minh Hợp tác xã đã tổ chức cái buổi tuyên truyền hôm nay để cho anh em chúng tôi là ôm lại và thực hiện tốt hơn trong công tác. Thông qua hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 hôm nay thì bản thân tôi cũng có rất là được, cũng xin cảm ơn ngay chỗ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thi này để giúp chúng tôi tìm hiểu nắm rõ hơn về Luật Hợp tác xã 2023 và Luật Lao động 2019. Để giúp hợp xã hoạt động theo đúng theo luật hợp xã 2023 và luật lao động và mang lại quyền lợi cho các thành viên nhiều hơn. Tháng 11 là tháng cao điểm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, các cơ quan đơn vị cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, trên cơ sở xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên và các em học sinh, nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Công ty Điện lực Tây Ninh đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố, cũng như các trường học cấp 2, cấp 3 trên địa bàn, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt dưới cờ nhằm tuyên truyền về phổ biến những kiến thức cơ bản về tiết kiệm điện, an toàn điện, góp phần giúp giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện trong trường học và tại gia đình. Qua buổi tuyên truyền hôm nay thì em đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Em đã học được rằng để sử dụng điện an toàn thì chúng ta không được chạm tay vào ổ điện khi tay còn ướt và không tự ý sửa chữa những dây điện hay các thiết bị điện hỏng, cũng không đến gần những khu vực có đường dây điện cao thế. Ngoài ra thì em cũng đã học được rằng sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giúp giảm chi phí cho gia đình mà còn giúp bảo vệ tài nguyên và môi trường. Vậy nên em sẽ luôn thực hành những thói quen là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Thực sự rất là yên tâm khi mà học sinh được trang bị về kiến thức rất là hữu ích về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện. Thì cái sử dụng an toàn và tiết kiệm điện là một kiến thức cần thiết giúp các em bảo vệ bản thân và gia đình. Không chỉ thế thì các em còn xây dựng được cái ý thức của các em bảo vệ môi trường cũng như là sử dụng năng lượng hiệu quả. Cô tin rằng sau cái buổi được tuyên truyền hôm nay thì các em sẽ biết cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cho bản thân mình trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Khi thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng là các em học sinh, việc thực hiện lồng ghép nhiều kiến thức sinh động cũng như cách tiếp cận trực quan sẽ giúp cho các em hiểu sâu hơn, nhớ kỹ hơn. Nhà nước luôn khuyến khích tiết kiệm điện bằng nhiều chính sách được quy định trong Luật Điện lực, Luật Sử dụng Năng lực Tiết kiệm và Hiệu quả, Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025. Để truyền tải một cách đơn giản và dễ hiểu đến các em học sinh, tại các trường học, ban giám hiệu và thầy cô giáo luôn sáng tạo, lồng ghép việc tiết kiệm điện vào từng việc làm cụ thể, như dán những bảng thông điệp tắt điện và quạt trước khi rời đi, tắt đèn khi không sử dụng ở mọi lớp học, để học sinh quan sát và thực hành thói quen tiết kiệm điện trên lớp. Thì cái việc mà tổ chức một cái buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong học đường là một cái hoạt động hết sức là thiết thực của ngành điện. Nó giúp cho các em học sinh ngay từ ở trong ghế nhà trường có thể có được những cái kiến thức sử dụng điện an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và cho gia đình, cũng đồng thời là thông qua các em lan tỏa những cái kiến thức này đến với lại bạn bè cũng như là toàn xã hội. Hướng tới là chúng ta sẽ sử dụng điện một cách an toàn và tiết kiệm nhằm giảm bớt chi phí cho bản thân, gia đình các em và cũng là góp phần bảo vệ cho cái môi trường của chúng ta. Trong cái thời gian tới thì Điện lực sẽ tiếp tục đồng hành cùng với thị đoàn và các trường học để đưa nhiều cái chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện
đến tất cả các cái trường học, và cũng qua đó là gửi cái thông điệp đến toàn xã hội là chúng ta hãy cùng chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với mọi người dân. Do đó, công tác này mang tính thường xuyên, liên tục, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phối hợp của tất cả các cấp, các ngành nhằm làm tăng tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật và nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho nhân dân, từ đó tạo cho họ có ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch rất cụ thể, thiết thực để triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Vì thế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần ngăn chặn, làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Chuyên mục truyền thông chính sách của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.